Xin chào anh em, mình vừa mới nhận được cục hàng từ Lazada. Đơn hàng này được đóng gói khá là chắc chắn nha anh em. Rất là ok luôn. Thì shop này cũng rất là kỹ nha. Trong cục hàng này sẽ là một con máy tỉa cành sử dụng pin thương hiệu DCA. Cái mã của máy là ADID14 ha. Cũng có tìm hiểu trên mạng là mấy con máy cắt tỉa cành này sử dụng pin mà của hãng Makita đó thì giá nó tới mười mấy triệu lận. Mà con máy này nó lại rẻ quá, có mấy trăm ngàn à. Mà của thương hiệu DCA nữa. Bởi vậy mình mua về test thử cho anh em tham khảo chơi ha. Nó sử dụng pin 4V 2.0Ah ha. Đường kính cắt tối đa của nó là 14mm, tốc độ cắt không tải là 50 lần trên phút, lượng của nó là 0.71kg ha. Trước khi anh em khui hàng, mình nhớ kiểm tra kỹ thông tin đơn hàng của mình nè, coi có chính xác hết không nha. Kiểm tra xung quanh xem nó có bị gơi gớt, móp méo hay là lủng lỗ gì không nha. Nếu mà không có gì bất thường thì mình sẽ khui ra hết em. Wow. Thì bên trong anh em nhìn thấy sẽ là một cái hộp ha, có cái hình của con máy của mình nè. Ở đây nó có cái thương hiệu DCA nè, cái mã máy là ADID14 ha. Dưới đây là ngôn ngữ của các nước mà DCA phân phối anh em, có Việt Nam nữa nè. Máy cắt tỉa dùng pin nè ha. Phía trên đây anh em sẽ thấy có tem phụ nè, đúng hàng chính hãng anh em. Rồi đầu tiên anh em nhìn thấy là một con máy cắt của mình nè ha. Được bọc trong một cái lớp ni lông khá là ok ha. Đây anh em sẽ có một cục sạc nè, sạc này cũng khá là nhỏ gọn ha. Input của nó là từ 100 cho tới 240V, 50 cho tới 60Hz. Output của nó là 5V 1A ha. Rồi giờ trong đây nó sẽ là một cái phiếu bảo hành và cuốn sách hướng dẫn. Cầm cũng khá là nặng tay anh em, rất là chắc chắn luôn. Thấy thân máy làm cũng rất là cứng cáp luôn ha. Bên đây nó sẽ là nhựa cứng nè, còn phần bên đây nó sẽ là cao su hình cầm xài, nó sẽ bám tay hơn anh em. Rồi ở đây nó có cái thương hiệu DCA dập nổi nè ha. Mình có tìm hiểu trên mạng là nếu mà mình xài đó là mình phải bấm hai cái cò mới xài được anh em. Bên đây nó sẽ có hai cái đèn led nè, rất là sáng luôn ha. Thì mình bấm cái khóa an toàn này rồi mình mới bóp cò được ha. Đây mình bóp thử anh em coi nha. Đó, rất là êm luôn ha. Anh em cứ bóp lại nè, nó sẽ khép lại. Rồi chừng nào anh em buông ra nó mới nhả ra ha. Khá là hay luôn ha. Rồi bên đây anh em nhìn thấy nó sẽ có một cái tem bảo hành này. Cái này là cái mã QR code của cái máy mình nè. Dưới đây nó sẽ là một cái dãy mã series của máy mình đó. Ok anh em. Bên đây sẽ là một cái bảng thông số với lại một số cảnh báo của đơn vị sản xuất nè ha. Thương hiệu là DCA nè, ADID14. Đây nó có số series của từng máy nè ha. Rất là ok luôn. Hàng đúng chính hãng 100% ha anh em. Rồi thì phía dưới đây anh em nhìn thấy có một cái lỗ sạc nè ha, với lại một cái đèn báo sạc. Khi mà hết pin đó nó sẽ hiện màu đỏ, còn khi sạc đầy thì nó sẽ hiện màu xanh ha anh em. Ở đây anh em nhìn thấy có một cái nắp bảo vệ nữa ha, khá là chắc chắn nha. Mình sẽ mở ra thử nha. Wow. Khá là ok luôn ha anh em. Đó, rất là đẹp luôn nè. Giờ cái lưỡi ở dưới là một cái lưỡi cố định, còn cái lưỡi ở trên là mình tháo lắp ra được ha anh em. Bên đây nó sẽ có một cái nấm dặn nè. Anh em nhìn thấy nó đang chỉa về cái khóa nè, là cái lưỡi này nó đang khóa lại nè ha. Anh em muốn mở ra đó là mình cầm mình xay lên nè. Thì xay theo cái mũi tên đó, nó chỉ qua đây là mở khóa nè. Anh em rút cái này ra ha. Rồi, rất là linh động ha anh em. Thì anh em xài thời gian lâu là cái lưỡi nó mòn, mình có thể đem ra mình mài lại, hoặc là mình mua cái lưỡi mới mình thay vô ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vô ha anh em. Rất là dễ dàng luôn. Ok ha. Rồi giờ mình sẽ bấm thử cho anh em nghe ha. Ngon lành ha. Rồi bên đây nó có cảnh báo nè, là mình tránh xa cái tay ra ha anh em. Đó, bóp hai cái nè nó mới hoạt động thôi, chứ mình bóp một cái là nó không có xài được đâu ha. Bởi vì cũng rất là an toàn luôn. Bây giờ mình sẽ đo chi tiết con máy cho anh em dễ tham khảo ha. Thì chiều dài của con máy nó tầm cỡ 31cm, chiều cao của nó tầm cỡ 10cm, trọng lượng của con máy tầm cỡ 700g ha anh em. Cũng khá là ok luôn ha. Ở đây mình đo được cái lưỡi nó tầm cỡ 2,8 ly ha anh em. Cũng khá là dày ha. Rồi, thì nói chung hàng DCA mình cũng khá là yên tâm ha anh em. Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị một số cành cây tươi rồi ha anh em. Rồi, đầu tiên mình sẽ test trước bằng cây nhỏ ha anh em. Thì để mình đo cho anh em coi nha. Nhỏ nhất của nó là 8mm, còn cái chỗ mà dày nhất của nó là 11,8mm ha anh em. Wow. Rồi, quá ngon ha anh em. Đó, rất là ngọt luôn. Vậy nè, đó, thôi là mình buông ra ha. Còn mình nhấp vô mà mình giữ vậy nè, nó sẽ dính lại ha anh em. Buông ra nó mới nhả. Rồi, ok ha anh em, rất là khỏe luôn ha. Tiếp theo là cành này ha anh em. Mình đo bên đây đi ha. Cái này nhỏ nhất của nó là 11,8 nè. Đó, còn bự nhất của nó là 13,6 ha anh em. Thì cái máy này á, người ta khuyến khích mình cắt tầm cỡ 14mm trở lại thôi ha. Thì 13,6 này chuẩn của nhà sản xuất ha anh em. Rồi, để mình cắt thử coi sao ha anh em. Rất là ngon lành ha anh em. Đó, quá ngọt luôn. Ok ha.
nó tùy theo cái loại cây mà cái vỏ này nó sẽ dai hay nó không dai nè ha. Nếu mà nó dai quá thì anh em nhắc thêm lần nữa, đó là nó đứt rồi nha. Mình sẽ xài cái cây bự hơn đi ha, đây là 13,7 nè, còn ở trên đây nó sẽ là 15,4 ha. Rồi để mình cắt thử coi nó được không nha anh em. Đó, wow. Cũng khá là ngọt anh em, đó ngon lành luôn. Wow. Đó, ok ha, quá ok luôn. Rồi thì bây giờ là một cái cây bự nhất ha. Đó, thì để mình đo thử cây nè, cái này là nó nhỏ nhất của nó là 15,4 ha. Rồi bây giờ mình đo cái dưới đây nè, bự nhất của nó là 17,9 mm anh em, cũng khá là bự ha. Rồi bây giờ mình cắt thử rồi sao anh em. Rất là ngọt ha. Thì nếu mà cái vỏ của nó dai quá đó, anh em cắt gì nè, đó xong anh em bẻ lên cái nè, nó đứt rồi ha. Em nhìn thấy thường thường cái lưỡi kéo đó là trên đây nó bén nè, mà ở dưới đây á thì nó chỉ là một cái mặt phẳng thôi để nó chặt xuống đó. Nếu mà cái vỏ nó dai quá thì mình giật ra luôn ha nè. Ok ha, khá là ngọt rồi anh em ơi. Đó, wow. Anh em nhìn thấy nè, cái đường nét của nó cắt rất là ngọt luôn ha. Rồi, anh em mà tỉa cành, cắt kiển hay là cắt cây ăn trái rồi đó thì cũng rất là ok luôn ha. Đó, ngon lành. Nói chung là cắt rất là ngọt ha anh em. Rồi, bình thường anh em xài những cái kéo cắt cành đó, mình phải cầm mình bóp bóp vậy nè. Mà ít đó, thì không sao, mà nhiều quá thì mình rất là mỏi tay ha. Mình có cái máy bằng pin này nè, mình cầm mình xài nguyên một ngày luôn, cũng rất là tiện lợi luôn ha, không có sợ mỏi tay luôn á. Chỉ cần bấm vậy thôi nè, rất là khỏe luôn. Rồi bây giờ mình sẽ buông con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào hả anh em. Ok, rồi thì đây là bên trong của con máy ha. Đó, ở đây anh em nhìn thấy nè, dùng một viên pin 18650 của Samsung này ha. Đó, khá là chất lượng luôn anh em. Dưới đây nó sẽ có cái mã của cục pin này ha, 20WM này ha anh em. Đó, rất là chất lượng luôn ha, pin của Samsung nha. Đó, rồi bên đây sẽ là một cái khối động cơ ha anh em. Nó là RS380BH6518 XD116Y07 ha anh em. Rất là chất lượng luôn, hàng có thương hiệu đàng hoàng nha anh em. Ở đây anh em thấy nó chiết mỡ bò rất là nhiều luôn nè. Phần bánh răng của nó được làm bằng thép nè anh em. Rất là chắc chắn luôn nha. Đây, thì phía dưới bên đây anh em nhìn thấy một cái bản mạch nè. Linh kiện là chi chít luôn nè anh em. Đó, cái máy nhỏ gọn mà nó làm rất là chất lượng luôn ha. Anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vào đó tham khảo ha. Đây là cái bill mua hàng của mình ở trên Lazada ha anh em. Máy cắt tỉa cầm tay dùng pin DCA nè. Năm trước mình mua với giá là 665.000 mà mình có voucher giảm giá đó, mình trừ lại còn có 447.000 thôi. Rất là thơm luôn ha anh em. Rồi, thì những cái mã giảm giá này trên kênh mình cũng có chia sẻ rất là nhiều luôn. Rồi, anh em nào mà chưa có biết cách lấy mã giảm giá đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vào đó tham khảo để mua được giá rẻ giống như mình vậy ha. Anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mình ấn như nút đăng ký bên đây rồi ấn nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video, chúc anh em một ngày vui vẻ nha, bye bye.